Hello hello, chào các bạn. Siêu phẩm này mình còn khoảng mấy cái thôi nha các bạn, không có nhiều nha. Đây là đơn của anh khách chạy hệ 2436 nha. Còn mấy cái thôi. Đảo chiều nè, chỉnh tốc độ nè, thắng này nha, đầy đủ hết. Một bộ như vậy là 1.800.000 nha, bao ship. Thì còn mấy bộ, khách nào quan tâm thì liên hệ. Cốt phi 30 nha, cốt phi 30, trục ngang, có 3 vét. Con này Brooklet nha, siêu phẩm nha, của Nhật, mới trăm trăm có tháng 4. Các bạn chế tờ, chế cuốn, lưới, chéo bạc, các kiểu cực ngon nha. Hàng mới, IC mới. Ok, test cho khách nha. Ở đây mình đang chạy hệ 324V đó. Thì vòng tua nó ra cỡ 32-33 vòng các bạn ha. Chỉnh tốc độ theo ý nha. Brooklet, không chổi thang, 3 pha. Về cấp 24V là xài nha. Mình đang xài cái, đang test cái nguồn ở dưới có mấy ampe à, nó không đủ ampe. Thắng từ nhá, thắng từ đó, bật cái là thắng. Ở đây đảo chiều ha, đảo chiều, đảo chiều các bạn. Okay, hiện tại cũng còn mấy bộ, khách nào cần thì liên hệ nha. 1, 2, 3, 4 nhưng mà mình chừa một cái mình xài còn 3 nha. Khu này mình chọn lại còn 3 bộ. Ok, cảm ơn khách ủng hộ.